Uống rượu á? Bà có uống không? Hả? Bà có uống rượu không? Bà có. Thế nữa còn đi gần đi giao hàng nữa nên không uống. Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Gia Vũ. Thì trong cái video trước ấy, em có nhận một cái đề bài của một bác khách là làm thế nào để thiết kế phù hợp cho cái phần hậu lâu, cho cái không gian thờ hình mái vòm của các bác ngày xưa như vậy. Và thêm một cái bài toán nữa là nước sơn làm sao cho nó giống chiếc bàn thờ án gian có sẵn của nhà ấy và phần cửa võng đấy. Thì một bài toán này em đã giải trong vòng 1 tháng và hôm nay em bàn giao cho bác ấy là một bộ cuốn thư câu đối đáp ứng được 2 yêu cầu cho 2 cái bài toán đó. Thì các bác hãy cùng em xem hết cái video này các bác nhé. Thì hôm nay em có bàn giao một bộ cuốn thư gỗ hương đá hàng dày 5 phân với kích thước cụ thể của nhà bác khách ở Gia Viễn, Ninh Bình. Ở đây là 1m97, cao 87 và là hàng dày 5 phân chắp 2 các bác nhé. Và hai bộ câu đối kia là cũng dài 1m97 và là hàng dày 5 phân được làm bằng chất liệu bằng gỗ hương đá. Thì vì sao em lại làm cho bác ấy một bộ cuốn thư chứ không phải là một bộ đại tự? Thì chính là cái phần mái vòm, cái chi tiết mái vòm ở trong phần hậu lâu các bác nhé. Thì mình tận dụng cái vòng cung ấy của hình mái vòm này và cái vòng cung của một bức cuốn thư này thì khi đưa lên thì nó cực kỳ là đẹp các bác ạ. Đưa lên nó cực kỳ là đẹp, nó không vuông sắc cạnh. Và cái kích thước ở bên trong lòng của cái hậu lâu của nhà bác ấy là dài là 2m97 và cao cũng 2m97 các bác ạ. Nên là khi treo lên thì vẫn có khoảng trống rất đẹp để treo một bộ câu đối và độc mạ vàng cực kỳ là đẹp và cực kỳ là hợp mắt như thế này. Và cái bài toán thứ hai để em giải cho các bác ấy là về cái màu gỗ. Thì với cái bàn thờ án gian của nhà bác ấy là một dòng gỗ khá là đặc biệt, vì khi người ta sơn lên rồi ấy, thì rất khó để phát hiện. Nhưng theo cái kinh nghiệm của em làm và nhìn cái tom gỗ và cái thớ gỗ ấy thì lúc đầu em tưởng đây ấy, nó là màu gỗ cụ, nhưng không phải các bác ạ, không phải là gỗ cụ các bác nhé. Nhưng thật chất ra đây là gỗ lim đấy, hàng gỗ lim, hàng công trình. Và theo em tìm hiểu thì gỗ lim này đã được tẩm ướp sấy thì cực kỳ là chắc chắn. Và bác ấy làm là bàn thờ và cái màu thờ bằng gỗ lim này khi sơn lên ấy thì nó có một màu khá là trầm, và cái dòng gỗ hương đá thì màu nó khá là sáng, nên là em đã phải thay đổi công thức sơn các bạn, thay đổi công thức sơn pha chế làm sao cho nó đồng màu nhất với phần vách tường, phần cửa vòm và phần bàn thờ. Và các bác nhìn tổng thể đây này thì không thể phân biệt được là hàng nào có trước, hàng nào có sau, tại vì nó khá là đồng màu các bác nhé. Và khi đến lắp hàng ấy thì bà cụ rất là vui tính, khi lắp xong bà có mời bọn em là ở lại là uống rượu với bà ấy. Tuy bà năm nay đã 94 tuổi rồi các bác ạ, 94 tuổi, cực kỳ là khỏe. Bà thổi cơm riêng, ăn cơm riêng và mỗi bữa đều uống rượu và cực kỳ là minh mẫn. Và em cũng nói đùa với cụ rằng là bộ cuốn thư này dát vàng thật, cực kỳ đắt tiền đấy cụ ạ. Cụ ở nhà trông kỹ chứ không họ là họ vào họ bê mất đi đấy. Và cụ cứ cười thôi các bác ạ. Nhà bác nào